Xin chào tất cả những pioneer Việt Nam và xin chào tất cả những pioneer của toàn thế giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mới nhất của mình vào buổi trưa ngày hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2023. Thì đó, khá lâu rồi Thanh chưa ra video cũng vì đang chờ những cái thông tin hay về bên nước quốc để gửi đến tất cả mọi người. Thì hôm nay Thanh có một cái thông tin cũng khá là thú vị về bên nước quốc. Chúng ta xem cái bức ảnh này. Gánh này nó về cái lộ trình Mainnet sẽ diễn ra vào cuối năm nay, vào tháng 12 năm 2023. Đây là tài khoản bên nước quốc chat, cái BMOD của đội ngũ Bico Team. Họ xác nhận là cuối năm nay sẽ có cái lộ trình Mainnet vào tháng 12 năm 2023. Và hy vọng rằng đây là sẽ là một thông tin chính xác. Thông tin này đã được cái tài khoản Crypto To ListVPN xác nhận và đưa lên cái Twitter của anh ấy. Chúng ta cùng đọc cái Twitter và cùng xem thử phản ứng của các pioneer như thế nào. Chúng ta chuyển qua tiếng Việt. Lộ trình Mainnet B dự kiến vào cuối năm. Lộ trình dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay. Tôi mới xác nhận vào tối nay, theo BMOD. Đây là một tin tuyệt vời và là lý do để ăn mừng cho tất cả những người tiên phong tận tâm đã đồng hành cùng dự án ngay từ đầu. Xin chúc mừng tất cả những người tiên phong vì sự kiên nhẫn và cam kết của bạn. Thời gian thật sự sẽ chứng minh tất cả mọi thứ. Đây là một cái điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn rằng nó sẽ thành sự thật. Lộ trình sẽ được diễn ra, Mainnet sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Và thông qua thông tin này thì chúng ta xem thử có Pioneer có còn thấy hấp dẫn với cái tin tức Mainnet hay không. Anh chàng Beijing có dòng trạng thái như sau. Lời nói dối khác, trước đây bạn nói rằng lộ trình sẽ được xác định vào tháng 9. Sau đó bạn chia sẻ rằng nó sẽ được xác định vào tuần 2 vào tháng 10. Còn bây giờ bạn lại nói dối vào cuối năm. Bạn không phải là nguồn chính thức. Bạn chỉ là lời nói dối. Bạn là một nguồn tài nguyên. Chào anh em. Có lẽ anh chưa đọc kỹ tin tức của chúng tôi. Chúng tôi đã đề cập rằng tin tức trong tháng 9 và tháng 10 chỉ là tin đầu và giả định về một số kịch bản có thể xảy ra. Nhưng hôm nay Mode B đã xác nhận tin này nên chúng tôi chia sẻ với cộng đồng. Trước đây chúng tôi có nguồn tin trước đây của chúng tôi đã không sử dụng hình ảnh đó để nói với tổng cộng đồng rằng lộ trình chắc chắn sẽ diễn ra vào tháng 10. Ở đây tôi chỉ muốn tất cả các pioneer cùng thảo luận và trao đổi kiến thức về dự án. Bạn có thể kiểm tra tin tức trước đây của chúng tôi để tham khảo. Cảm ơn bạn theo dõi chúng tôi rất chặt chẽ. Đây là một cái thông tin xác nhận của các admin của cái Twitter Crypto ListVPN như sau. Họ đã nói như vậy. Và mình hy vọng rằng đây là một thông tin chính xác. Và mình cũng tin tưởng là nó sẽ chính xác với độ chính xác cao. Nói chung admin của cái Twitter này rất là tuyệt vời. Anh ấy cũng quan tâm đến dự án và rất mong hiểu rằng các pioneer đang nóng lòng chờ đợi Mainnet mở. Và tiếp theo là một cái chàng trai đến từ đất nước xa lạ, chắc là bên châu Phi. Anh ấy có dòng trạng thái như sau: không tệ nhưng lại là một giả định và suy đoán khác từ nguồn sai. Hãy lớn hơn suy đoán và giả định, bàn chứng về lộ trình và yếu tố then chốt chứ không phải giả định. Cảm ơn vì tin tức. Tức là bạn ấy mà muốn có một cái tin tức mà nó ok, có bằng chứng rõ ràng để chính thức từ đội ngũ Bicutin. Tiếp theo, một bạn có tên là RC Kuma. Vì vậy, nó đã xác nhận rằng không có bằng chứng mở vào cuối năm 2023. Tôi mua Bitcoin với giá rất tốt. Đó là thông tin từ đoạn Bisu. Là anh chờ mua Bi. Mạng Bi đài dấu trá ND lừa đảo. Anh ấy là không tin tưởng. Mình sẽ đọc những cái thông tin vừa tin tưởng và không tin tưởng để chúng ta đưa ra những cái thảo luận của mình. Các bạn có thể comment dưới video của mình để chúng ta cùng nhau thảo luận với cái thông tin tuyệt vời này. Không ngại phải chờ 3 tháng mới được lá gạch. Chúng ta sẽ phải đợi thêm 3 năm nữa, chắc là sẽ bị chậm. Anh ấy là cũng không tin tưởng rồi, anh nghĩ chắc chắn sẽ chậm hơn. Có ai thật sự quan tâm nữa không?
Ý tôi là lộ trình đầu tiên là vào tháng 10, bây giờ là cuối năm, B là trò cười của thế giới tiền điện tử. Đó là một trò đùa, tất cả chúng ta sẽ già và xóm xịt trước màn chính mở xuất hiện. Đây là một cái thông tin chung của những cái billionaire, đây là một cái tâm trạng của cái billionaire hiện tại. Họ đang rất là hoang mang về dự án B này, vì dự án B chưa có một cái lộ trình nào rõ ràng hết. Hiện tại họ nghĩ là chưa có lộ trình rõ ràng. Nhưng mà các bạn kiên nhẫn, mình đã nói rồi, chúng ta cứ kiên trì. Trong năm 2023 sẽ không có gì đâu, toàn là bị tung tin để câu view, câu like mà thôi. Bạn này là nói tung tin, câu view, câu like. Các bạn nghĩ sao về bạn câu comment của bạn này? Đã rất lâu rồi, một dự án lớn may mắn cho một người không ơn bạn. Chúng ta tiếp tục đối với thông tin tiếp theo, đối với những comment tiếp theo. Cộng đồng B không nghiêm túc, văn tôi đã nói rồi. Đây không phải là lộ trình mà Bico Team sẽ cung cấp cho chúng tôi. Bọn cập nhật phát triển họ luôn luôn như vậy. Kết cuối cùng là B2D. Bạn này thì muốn bán B với một B là một đô Vinh Quang thay Alex toàn năng, nói dối trắng trợn. Đừng trộn lẫn chúng tôi, bọn chính không sớm dành cho việc này, không ai quan tâm nữa. Câu chuyện lớp tháng 9, lớp tháng 10 không phải mạng bi, đó là mạng lừa đảo. Thì mình thấy là đa phần có ý kiến là cho rằng đây là một thông tin không đúng. Mình cũng là một thông tin để cho các bạn tham khảo. Và nếu mà tài khoản thật của Bimot mà có tên là Senat Note mà đưa ra như vậy thì cũng có thể là họ đánh tiếng rằng sắp có mainnet mở thôi. Và các bạn, mình vẫn ra những video để đưa đến những thông tin tích cực về bên Quốc, nên các bạn lưu ý một điều là chúng ta đọc video, xem video vì chúng ta yêu bên Quốc. Còn nếu các bạn không còn yêu bên Quốc nữa thì các bạn nên không không xem video này làm gì. Đó là một thông tin làm cho các bạn đau đầu mà thêm mà thôi. Một lần nữa rất là cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình đến cái giây phút này, và bản thân mình cũng khuyên các bạn một câu là hãy kiên trì tiếp tục nhẫn nại đầu bi. Mặc dù cái tình yêu bi nó còn ngày còn giảm, nhưng thường thường khi mà chúng ta bỏ cuộc là bi nó được manage mở lạ vậy. Nên chiến thắng thường thường dành cho số ít, chứ không ít khi nào dành cho số nhiều. Đó là một điều mà quy luật cuộc sống của mọi người, nên chúng ta phải cố gắng lên này. Và cuối video thì mình có hai cái cây bản quyền muốn đến tất cả mọi người. Cây bản quyền thứ nhất là của phần mềm download số 1 thế giới hiện nay, Internet Download Manager. Đây phần mềm này, Internet Download Manager, đây là phần mềm download số 1 thế giới hiện nay. Và mình có cái bản quyền của phần mềm này với giá 250k cho cái bản quyền 1 năm và 450k cho cái bản quyền trọn đời. Và đặc biệt là nếu mà bạn mua cái bản quyền phần mềm này thì các bạn sẽ được mình tư vấn miễn phí về cách sử dụng máy tính, cách sử dụng phần mềm sao cho nó hợp lý, tránh cái trường hợp mà chúng ta sử dụng quá nhiều phần mềm vô bổ để rồi máy tính ta chạy chậm như rùa, hoặc chúng ta sử dụng phần mềm nó bị nhiễm độc và bị virus mà chúng ta không biết, mà chúng ta cứ nghĩ là máy tính mình không sao thì nó ăn dần ăn mòn thì máy tính của bạn sẽ bị hư phần cứng. Rất tiếc nếu các bạn không biết sử dụng máy tính thì máy tính của bạn sẽ trở nên vô dụng và có thể là vĩnh biệt bạn trong một chiều hoàng hôn. Phần mềm thứ hai mình muốn đến tất cả mọi người đó là phần mềm Internet phần mềm Kawasaki, một phần mềm virus mình đánh giá vô cùng cao. Phần mềm số 1 mình có đánh giá là trong suy nghĩ của mình đây là phần mềm mà virus số 1 thế giới hiện nay. Nó đảm bảo cho các bạn, máy tính của bạn được an toàn trước hiểm họa và có thể là thảm họa virus trên Internet nếu các bạn không biết sử dụng phần mềm. Một lần nữa rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Nhớ like, subscribe YouTube, kênh YouTube của mình để đón nhận những video tiếp theo hay hơn. Và nếu các bạn có góp ý gì về kênh thì các bạn cũng comment để chúng ta trò chuyện cho vui. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye.